Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là chiều thứ bảy. Tối nay nhà mình sẽ đăng cai tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho người bạn thân. Thì tụi mình chuẩn bị hôm nay được mấy tuần rồi đó. Tại vì phải cải tạo lại cái tầng hầm chút xíu. Thì bây giờ là chút xíu nữa là chỉ cần chuẩn bị những công đoạn cuối cùng thôi. Còn tất cả mọi thứ thì gần như là đã xong rồi. Đơn giản chỉ còn là cắt trái cây rồi cắt chanh này nọ để trang trí thôi, chứ còn cơ bản những cái thứ khác thì đã chuẩn bị từ sáng tới giờ rồi. Với lại là chút nữa mình sẽ quay cho mọi người coi sự thay đổi của cái tầng hầm nhà mình, để xem mọi người xem là nó thay đổi như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người xuống tầng hầm để xem ha. Đây, lối đi xuống hầm á thì là nó nằm phía sau của cái căn bếp nhà mình á. Thì đây là cái mới đầu tiên là bảng nội quy à. Bảng nội quy ha. Rồi bây giờ mời mọi người xuống hầm để xem coi có gì mới nha. Đây là quang cảnh xung quanh ha. Bây giờ bữa nay là mình gắn cái kệ để mấy quả banh với lại mấy cây pizza. Còn đây đây là một cái em đèn để bàn nhìn rất là sexy. Ok, đây nữa đây. Còn đây là một cái quả TV mới để mọi người vừa có thể xem, vừa có thể chơi đó, chơi pizza nè, vừa có thể xem TV hay là xem đá bóng gì đó. Bên đây là có quầy bar mới nè. Còn bên đây vẫn là cái khu tập gym, khu vực này là của Vin. Có cái bàn nữa kìa, sắp sẵn cái bàn để mọi người ngồi để quay một vòng xung quanh nha. Rồi bây giờ mời mọi người vô xem ngoài ba có những gì nha. Đây là cái khay để đựng đá, có đá sẵn rồi ha. Rồi đây, cái này là cái bình đựng rượu đó. Qua bộ đồ nghề bartender để coi là tối nay có anh chàng cao to đẹp trai nào biểu diễn không. Rồi mấy cái đồ quỷ này là mình không biết đâu, toàn bộ là mắt xanh đang bày vẽ đó. Rồi tên và đây là cái chỗ mà tốn khá là bộn tiền đây mọi người. Tất cả các thể loại rượu tùm lum tùm lam, rượu gì mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà sơ sơ nguyên cái dàn này thôi á, là bữa hôm tối thứ sáu á là tụi mình đi mua là khoảng hơn 1.000 đó, tầm khoảng 1.200 rồi đó. Mấy cái ly trên đây có mấy cái cốc nhỏ. Ý, cái ly nhỏ với cái này chắc phải uống rượu đó. Rồi đây quan trọng là cái bên chỗ bên đây cho nó rõ. Ngoài ba cũng đơn giản thôi, tại vì không gian ở đây nó không có rộng, cho nên là chỉ cần làm một cái góc nhỏ gì để mọi người vô pha nước thôi. Chứ mà nếu mà làm rộng hơn nữa đó, thì sẽ có chỗ để mọi người để người ta ngồi chơi. Tại vì khi ví dụ như lỡ mà 10 người tới thì cái câu chuyện nó sẽ khác đó. Đây nè, phía sau đây còn có mấy cái chai gì đó nữa đó, chả biết nữa. Người anh chàng nào để cái xe vô cái mẫu mô hình xe vô nữa kìa. Đây, cái chỗ này mắt xanh đang cắt trái cây ở trên đầu đó. Đây là lá bạc hà nha, đây là quả ô liu, đây là quả cherry, đây là đá. Còn cái này là cái gì, cái này chắc cắm lên trên để trang trí. Trời ơi, cái này tôi dốt lắm luôn á. Đây, cái quả này đây,
cái quả này cũng tốn kém nè. Mình gạt vậy nè là sẽ ra bia đó. Ở đây có một cái tủ lạnh mini, để mở bên trong cho mọi người xem trong tủ lạnh có cái gì nha. Đây là mấy cái can bia nè. Và thấy chưa, cái này là phải phải nhờ một cái anh bạn để ảnh lắp đặt đó. Cái này là cái tủ làm lạnh, trong đây là bia nha, bia trong đó, trong đó có một cái máy gì mình cũng có biết, không có rành, nhưng mà đại khái là như vậy nè. Xong rồi trên đây giống như trong mấy quán bar mọi người thấy là chỉ gạt là bia ra đó. Rồi phía sau này cái tủ lạnh này, ở bên trong là mọi người đã thấy rồi ha, phía sau lưng nó để cho nó hoạt động, nó còn có một cái khác nữa. Cái bình này á hình như là ga đó, nhưng mà cái cơ chế nó hoạt động như thế nào mình cũng không có rành nữa. Tóm lại là mấy ông đàn ông á thì không biết, chứ mình thì mình không có biết. Để coi cái phía sau này có mấy có cái chai, tất cả các thể loại nước để pha cocktail, pha gì đó không biết nữa, mình cũng không có rành nữa. Cái này là cái gì đây? Ôi, nói chung là không biết gì hết á. Còn cái này, cái khay này là cái khay trong tủ lạnh của tôi á, mà lấy chôm ra để bỏ vô đây đó. Để mình coi nha. Cái rượu này là rượu gì tôi cũng không biết luôn. Bó tay, nói chung là tôi không biết, như đây tôi cũng không biết nó là gì luôn. Cocktail Canadian whiskey. Cái thằng cha này là thằng cha Captain Morgan nào đó không chả biết nữa. Ôi, nói chung là tôi chả biết cái rượu gì cả. Ở trong kia là có cái gì đó, trời ơi, cái rượu gì tôi cũng chả biết luôn. Nói chung là tôi biết. Đây, cái này là cái vodka mà thấy mắt xanh hay uống nè. Còn cái này là cái gì đây? Nói chung tôi cũng không biết nữa. Cái này là cái gì? Lemon juice, nước chanh, chắc để pha syrup, là nước đường đó. Lemon juice, hai cái loại nước chanh. Còn ở trong đây là cái gì đây? Khám phá quầy ba của, nói chung là vodka. Cái này là cái gì? Louis Martini gì đó, cái gì đó. Trong đây là cái gì đây? Nói chung là tôi không biết cái loại nào á mọi người. Cái gì mà thôi, nói chung là không biết, không biết đọc sao luôn. Cho tên, không biết đọc mấy cái tên rượu sao cho nó đọc đúng. Đọc mà không đúng mọi người cười chết luôn. Tequila, còn cái kia Kansas City Whiskey, cái gì tùm lum á. Nói chung là từ từ theo thời gian chắc chắn là anh chàng anh sẽ đem về nhiều, sưu tầm nhiều loại nữa. Cái này là mới bước khởi đầu thôi mà đã móc hầu bao cho cái chai rượu này thôi là sao nữa. Còn tổng và đầu tư cho cái bàn bia nè nha, rồi mua mấy cái trang thiết bị nè, cái máy mà gạt bia chày nữa, là nói chung là tôi cũng biết nhiêu tiền, nhưng mà cũng một số tiền đáng kể đó. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi đó, để chuẩn bị để tối nay party. Không biết là tới nay bao nhiêu người, nhưng mình nghĩ chắc khoảng chừng 10 người đổ lại, cũng có thể nhiều hơn nữa, không biết nữa. Cảnh xung quanh, đây là tầng hầm đó mọi người. Lúc trước đó, phía sau có mấy cái kệ trưng bày mấy cái vật dụng kỷ niệm, mấy cái đồ búp bê này nọ các kiểu đó, nhưng mà mọi người xúm nhau khiêng vô trong trong phòng rồi, cho nên là bây giờ mới có cái không gian để làm cái quầy bar. Phía sau lưng của mình á là có một cái phòng
làm việc nhỏ, một cái toilet với lại nói chung một cái bathroom, một cái full bathroom luôn, là có phòng tắm nè, có toilet, như là một cái kho mini nhỏ nhỏ nữa. Thì nói chung là nếu mà cái tầng hầm này á, còn phía sau cái bức vách tường đó, nó là một cái nhà kho riêng biệt, nó là phân nửa còn lại của cái tầng hầm đó nha. Cho nên là nếu mình nghĩ là cái diện tích tầng hầm này chắc khoảng cứng 100 m², có thể hơn 100-120 m², thì cái tầng hầm này thật ra mà nói là đầy đủ trang thiết bị để một cái hộ gia đình nhỏ nhỏ mình có thể ở được các mọi người. Cho nên là nếu như mà nhà mình mà ở phố đó thì chắc chắn là mình sẽ cho thuê cái tầng hầm này. Thì nếu mà cho thuê cái tầng hầm này mà ở phố đó, ít gì một tháng chắc cũng tệ lắm cũng phải được 1.000 chứ cũng không nó tại vì cái tầng hầm này đủ tiện nghi mà không có vấn đề gì cả, rất là cao ráo, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi hết cho, mà rất là thông thoáng nữa. Mà hầm của mình nói là tầng hầm chứ thật ra là cái tầng hầm này không phải là kiểu như là hoàn toàn là dưới mặt đất, mà chỉ có phần nửa tầng hầm á, là cái phía sau của cái nhà kho á là nằm trong đất thôi. Còn ví dụ như mọi người thấy cái cửa chính đi vô cái tầng hầm này, mở khi mà mở ra á, thì sẽ là cái sân sau của nhà đó, cho nên nó không phải là toàn bộ là nước nào đều nằm ở trong lòng đất, cho nên là rất là thông thoáng, rất là thoải mái, không cảm thấy nhiều là ngột ngạt cả. Và cái view cũng rất là đẹp nữa, tại vì view là nhìn ra hồ, cho nên là nếu như mà cái nhà này á mà đem lên trên phố mà ở đó, thì chắc chắn là mình sẽ cho thuê được cái tầng hầm này, tệ lắm cũng được 1.000. Nhưng mà thì bây giờ mình ở quê mà đông cái nhu cầu người ta ở đây á, là chỉ có dân bản xứ thôi, dân gốc là chính, chứ còn giống như là nhân nhập cư từ các nơi khác tới là hầu như là rất là hiếm luôn á, rất là ít. Thỉnh thoảng lâu lâu vì lý do gì đó thì mới có một hoặc hai gia đình chuyển đến thôi, giống như là cái hộ gia đình của mình là cách đây khoảng nửa năm chuyển đến đây thì làm tăng cái nhân khẩu của cái thị trấn này từ 2.500 lên chắc 2.004 người đó. Chứ còn bình thường cái dân số của cái thị trấn này rất là nhỏ, chỉ khoảng 2.500 thôi đó. Tầng hầm hôm nay rộng gọn gàng sạch sẽ ha, tương đối thôi. Nói chung là mọi người ở đây nói tiệc vậy thôi chứ mà còn không có phải nấu nướng hay là làm bất kỳ cái gì phức tạp đó. Phụ nữ tương đối là khỏe mình, chả làm gì hết. Ở dưới đây là thế giới của mấy người đàn ông, cho nên là mấy ông đàn ông làm là chính. Mình chả có cần phải làm gì cả, mình cũng chả có cần phải nấu nướng hay là chuẩn bị đồ ăn, thức uống gì cả. Mọi người chú ý là uống bia nè, rồi nói chuyện, rồi chơi vậy thôi, ăn mấy cái đồ lặt vặt vậy thôi. Nếu lâu lâu đói lắm đó, thì ăn snack này nọ. Chứ còn đa số mọi người ở đây á, là mình không biết mấy người khác như thế nào, nhưng mình thấy cái nhóm bạn này á, là trước giờ là buổi tối thứ sáu hoặc là thứ bảy á, hay tụ tập ở nhà mình lắm, thì đa số là thông thường là mọi người trước khi tới á, là đã ai cũng ăn tối hết trơn rồi. Và khi mà có đến đây thì mỗi người cũng mang theo một cái thùng bia riêng của họ. Tại vì kiểu giống như là mình không biết có phải là gọi là chơi theo kiểu Mỹ hay không, nhưng mà giống như là mình thấy mỗi bạn nó cũng không hẳn là vấn đề tiền bạc nữa, nhưng mà cái mỗi một người bạn mình để ý là có một cái khẩu vị bia khác nhau. Cho nên là ví dụ như nhà này Mắt Xanh uống cái hiệu là cái bia mà có vị xoài á, nhưng mà cái vị đó thì là mấy người bạn không có thích, cho nên là mấy anh kia khi mà mỗi lần mà anh tới á, thì là anh đều mang theo bia của anh hết trơn á, và họ luôn luôn là ăn tối rồi mới đến đây chơi. Cho nên tuyệt nhiên là trước giờ chơi thì chơi, làm gì thì làm, mình không có cần phải dọn gì ở dưới tầng hầm này hết, và mình cũng không có cần phải nấu nướng hay là bày gì cả. Với lại là thông thường là cuối tuần á mình cũng muốn nghỉ ngơi đó, cho nên là mọi người mình chỉ thông thường mọi người chơi thôi, mình chỉ xuống mình chào hỏi xã giao vài câu rồi mình lại lên phòng mình nằm. Chứ cái gu đa số
thích, thực ra là toàn bộ là đàn ông hết. Thì mình cũng đâu có chơi được cái gì hả? Từ nãy giờ mắt ở dưới tầng hầm quay video cho mọi người coi, mắt xanh ở trên đây cắt cam, cắt trái cây để bỏ vô cocktail bằng cách gì nè, nhâm nhở rồi chưa, thấy ghê chưa? À, tôi nói rồi á, à, để tôi cắt không có chịu, cố ráng ngồi cắt 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 nhâm nhở. Rồi bày đặt bê nguyên cái thớt này ra nữa. Và cái thớt này á, thớt này á là chỉ để chưng cho vui thôi, chứ còn mình vẫn là thích xài cái thớt gỗ hơn. Cái thớt này thì công nhận nó đẹp thiệt, nhưng mà nó rất là trơn, nó không có xài nó không có ngon. Làm gì thì làm, mình cứ làm bếp của mình á, mình cứ cắt bằng thớt gỗ là ok nhất á. Mình coi cắt ra mà mình thấy gớm chưa, tình. Tôi nghĩ chắc tôi phải lấy ra đồ ăn đó quá. Mình lấy mấy cái nhanh nhở nó xấu xí này ra. Đúng rồi. Để thôi mình ăn. Cam này nó người ta gọi là cam máu nè, tại vì nó màu đỏ nè, mình thấy cái ruột của nó màu đỏ hồng đỏ ao. Xấu quá tình chèn ở tình này thấy gớm hay chưa. Bởi tôi nói hả, là mắt xanh nó không có đưa vô cái chuyện gì mà đưa vô mà làm cho nó trâu chảy được. Bởi mỗi lần mà ổng vô bếp muốn làm chuyện gì thì tôi chán ghê. Chờ coi nè, hai chiếc chanh cũng cắt nè, tôi bó hen luôn. Không phá hư đồ tôi cảm ơn luôn, bảo vệ đi. Đừng có cho vô bếp lại cái chuyện gì á. Tóm lại chỉ có cắt cam thôi á. Cắt cam á thì ta lựa con dao nào cho nó bén cắt. Thì lựa có con dao có một khúc cục nha, cục ngủn lục biểu thao cắt cho được. Rồi la ôm sườn ở trên đây léo ảnh tỏi. It's harder than it looks, huh? Probably should have cough on him. Yeah, do some like that, but then I need some that are done. Slide this way. Yeah. Like a whole orange, though. Yeah, exactly. Okay. Yeah. Or that'll work. Mm-hmm. That'll work. Yeah, exactly like that. Mm-hmm. Yeah, that's smart. That's what I was trying to do, too. And then we'll need some just like this that you can just grab up and squeeze a little bit in, but those are to go around the edges of the glasses, right? Okay. Yeah, good job, baby. You know, you don't need me to tell you. I have no idea what you're going to do with this. Certain drinks take orange, like an old fashioned. So you put it on the edge of the glass, or you squeeze it in? Both. It depends on what drink you're making. Okay. I mean, like some drinks want a little bit of orange, you know, so just a little squeeze in and then you garnish it with an orange on the side, right? Okay. Like an old fashioned. That would be an old fashioned. Some in slices like that. Okay, so. I don't necessarily want to mix the both. When you change you it. You only have three. Yeah, okay. So we don't need to cut all these oranges. Just that's enough oranges. We're done. You can eat these. You know what I'm saying? Or just put a paper, you saran wrap it and put it in the fridge, and if somebody eats them, we can always refill them, you know? Okay, so. But I do want to keep these separate from those because they're two different flavors. Yeah.
So I don't want them to get... So this one is lemon? This one is lime. Lime, and this one is lemon. Correct. Oh, I'm one way confused. Yeah. Okay, limes are green, lemons are yellow. Lemon. Lemon. Okay. Chỉ cần nhớ một cái được rồi. Tôi hay lộn hay cái này. Chứ hồi qua đây mới phân biệt được. Lime. Mới phát hiện ra là có hai đều là chanh hết. Nhưng mà phải kêu cho nó đúng. Cái này là lime. And this is lemon. Right. Màu vàng là lemon. Lemon. Lemon and lime. Lemon and lime. Okay, so you want slice. Yeah, we want slice. Pretty much exactly how you done that. Like some like this. Okay. But okay. Some like this okay, too. Okay, so yeah. You got it? Yeah. Chưa có làm bartender bao giờ, không có ăn chơi cho nên là không biết làm sao hết. Okay. Yeah, that's for people to like squeeze in their drinks. Mm-hmm. And then the other direction is the garnish, right? Mm-hmm. So how much? How many? I don't know, as many as you can get in that bowl. I mean, once you're done filling the bowl, you know. I mean, I wouldn't cut up any more than just one lime or one lemon. Really? Is it enough? I don't know. Whatever's real. You could do two. I don't know that there's room for two. I might have to come up and just cut more later, or have you cut more. Or you could just cut more and throw them in, like, all on a plate, like, if it gets, but I don't know. Honestly, I expect people to drink more beer than mixed drinks. So probably most of these garnishes are going to be set in here tomorrow. But you never know. You never know. I'll drink a little of beer and mixed drinks. Mình không có bia rượu gì hết thì mình không có đành nữa. Is it okay? Perfect. Yeah, that was plenty. Don't do any more. Okay. If you do, just for later. Save it. Please aside for later. Okay, I'm gonna so take more. Both of these down and put them on ice. Yeah. Okay. Okay, just one more. Okay. Quân ta thôi chứ không có nhiều quân địch. Did you need anything else? Nope. That's just, it? Just the limes. Did you need chips? Snack? No. Oh, they're having dinner right now. Yeah. Okay. So. And you can throw these away or do whatever you want with them. Okay, for lemon juice? Yeah. Thank you. Lime juice.
Lime juice, yes. One lime. Orange is lemon. No, lime is lemon. Orange. No, this is lemon. Right. And this is lime. Right. Dạ để đi xuống lại hồng coi. Hồi nãy tôi đang quay, đang nói chuyện vậy, cái làm gián đoạn của người ta. Đầy đủ đồ nghề rồi nè. Chanh, cam. Này nói là bạc hà, họ bạc hà thôi chứ thật ra nó là giống như là một cái lạng húng lũi vậy đó mọi người. Húng lũi là loại bên này. Đây là trái ô liu, này là trái cherry rồi đó. Ở dưới á là đá đó nha. Thì ra là cái cây đó này, cây chỉ á. Ok. So can I have one? Huh? This is how it works? I mean, like sometimes what I like for? That. What for? Decoration? It just, no, sometimes it adds flavor to a drink. Uh-huh. And it's just good when you're drinking to go in and eat it. Mm-hmm. Yeah, you can have whatever you want. Okay. So, how about the beer? Which one is good? The dark color. Yeah, that's my favorite. Right. So let's give you a good. Just a little. That's my favorite. I wanted you to be able to see the dark color. The way it's gonna go to the top and it's gonna change colors. And then it's gonna do a head, which is what this faucet's all about, is a nitro head, and that's what that provides. Is this white head now? Mm-hmm. Is a nitro head, and that's what this faucet causes. That with nitrogen. The gas. I had to get a whole different. Oh, Guinness is like its own unique system compared to all of the American beers. So. Okay, so let me try. That's a bartender's. Yeah. So if you're sitting there, you gotta give people drinks. Bartender, yeah. Hello. And you gotta garnish their drinks. Đắng. Is that good? Smooth. Here. This one probably be more your flavor. Cái này nó cũng ngọt quá. Ba tinh đâu. It's a light beer. See the difference in the color? Mm-hmm. Mm. Huh? Yeah, it's similar to Heineken. Similar, yeah. I think the dark beer better. The dark beer is better. Yeah, like more. Thick. It is more thick, but it's got a real smoothness to it. Mm-hmm. Where this is more harsh for me anyway. But no, this is good beer too. I actually like this too. Michelob Ultra. What is this? Ah! Huh? You found that toy. Here, put it down. Where? See, I like it. Ta-da. It's cute. Thì ra là vậy. So how do you call it? I call it a topping station. I don't know what. Topping station. Oh, dễ thương á. Look like crystal. Yeah, just sugar. Sugar. But this below it. Wow.
That's salt. Đây là muối, còn đây là đường. It, well, actually, it's salt and sugar, but it's salty. Wow. Dễ thương hay chưa? Tóm lại là cái này để... So are you happy? Can I get rid of this now? Huh? Can I get rid of that now? I'm gonna get let you try the wine, but I'm just gonna have you use the same glass. Okay. So I'm gonna rinse it out. Yeah, so get rid of it. Thank you. Cái này là muối nè. Thì ra là vậy, dễ thương quá. Màu xanh này thích quá. Mấy cái này, mấy anh chị nào mà đi ba nhiều chắc ra được chứ tôi dốt lắm, khổ. I don't get what you mean. I don't get what you mean. You like roses, so why not a rose? No, I mean I don't know why you pick up rose instead of the regular square. Well, I got both. I got roses. I've got square. I figured the girls could have roses. The men get square or round ice cubes. Uh-huh. You know, it just you know, it was just kind of cool, so I picked it up, right? Yeah, you like roses. I was like, yeah, well, maybe she'll get a kick out of that. Well, this is all... Yeah, so when you're mixing drinks, I mean, you pour your drink in here. Oh, sorry. Yeah. This is the spoon. And this is the measure cup. Yeah. The spoon. Yeah. And then, this one is for... Ice. Okay. And this is like the opener, right. Beer, but we don't need it. Yeah, but that's okay. But yeah, so this is a shaker. Mm-hmm. This is a strainer, so when you get it all shook, I mean, you've got an option to put that like that and strain it out like that. Mm. Our shaker, and that's our strainer, like I was saying before. So I'm gonna, you tell me you want a drink, I would prepare the alcohol, the ice, the mixer in there, I'd shake it all up, and then pour it into a glass. So this is, you don't need to put that on there, but that's a coaster, they look like records, right? Like a record that you used to play, but you're too young to remember records. They played music back in the day. You used to play music on. Yes, thank you. Hello. Okay. Welcome. So this bottle. Chamberlain Bar. Hi. So this bottle. They use it on purpose. It comes in a wine bottle, but you add the wine to this, and it adds air and volume to the wine. How about that vodka and no, this is just for wine. Red wine. Just for pretty much red wine. So I'm just gonna give you a little sample of a Merlot. Just a little sample of a Merlot there. First, smell it. Smell it, there you go. Shake it around a little bit. Like you said, the air releases the swirl it. There you go. Smell it and then taste it. There you go, you get the aromas. You can almost smell what it's made out of. It could be made out of cherries. It could be made out of tree bark. It could be made out of a lot of smoke. Mm. Well, then you taste it, and then you'll learn to taste subtle notes of other things in there when you drink it. So, yeah, celery. You gotta make him a buffoon. Baking nut? Buffoon? Boy. No? No like it? Well, I'm sorry. Let me try. Oh, come on. Oh, that's a perfect wine. Nice. Yeah. I don't know, I disagree. Will you wash that for me? Mm-hmm.
Do you want your stick? What? No, I don't. Oh, I thought you said you wanted it. So it was, I cut it out for you and said, this is yours. You take my stick. In the name of good faith, take my stick. Yeah. There you go. Thank you. Yeah, anyway. This stick is good to go. All right, baby. Thank you for doing all the fruit. Again, Lynn's creative cooking and expertise helped me complete my bar here today. Thank you very much. You're welcome. All right. Good is good. That's what I like to hear. Yeah. That's what I like to hear. You want to watch me try to make a margarita? Yeah, so if you make a margarita, that's when you have a salt around the salt, edge. Yeah, the green one. Or actually, this has room to hold like 5 different kinds of salts. So I've got, no, it's got many, many more, trust me. Oh, and the other side. Yeah. Oh, I see. Uh-oh. So we can, I think 5, maybe 4. I think 5, honestly. Anyway. I think it's like that one weird spot and you're like amazed. But I've got different salts. Where did I go? Oh, right here, baby. Huh? So like I've got a yellow salt. Wow. See, look. Oh, you have a different color. Yeah, we could make it any color you wanted, you know. But I just figured I'd use one color of salt. And, no, it's salt. No, muối. This is sugar. Đây là các loại muối mà để làm that's sugar. Margarita nè, màu but vàng. This, màu xanh nè. Like a salt color sugar. Mashing, nghe chưa? We've got sugar mixed in here, but it's really salt. Màu cam cam. Cam cam nó đỏ vậy đó. Damn, this thing's filthy though. I hate getting it out. Like salt and sugar everywhere. No. Take it inside the. I try not to let it leak. Go. One of them's leaking. I think it's the one I opened. Yeah. Lay it in there like with the rest of the beer stuff. You see it there? Look at the hair. Nice. Nãy điện thoại nó bị hết bộ nhớ cho nên là không có quay được cái cảnh thử một cái sốt rất là ngon, ngọt, pha giữa rượu với lại Red Bull. Uống một có một sốt thôi mà bây giờ sau 5 phút đó là bắt đầu má nó ửng hồng rồi, từ từ nó bắt đầu nó đổi màu rồi, không cảm thấy là má nó nóng lên rần rần rồi đó. I think it's just gonna be the boyfriend's kids. He had two boys. Two boys. Like 113, 115 or something like that. How about Duncan? I don't know if Duncan's coming or not. I think so. I think that's something good. I need to take a pill. Sometimes you make them into drinks, but it gets too sweet for me. I like the shots, but I don't really care for a whole drink. Yeah. I put too much Red Bull in yours. I should have put that much. Should have been the liqueur and less Red Bull. Yeah, because that was just a lot of drink for you. I mean, because you're supposed to throw it back and tap it down in a gulp or two, right? That was like a drink for you. Yeah. So that's Red Bull. Mm-hmm.
turn it on. Yeah. Mặt đó ao thấy không? Này đây là những cái viên đá nhìn hình hoa hồng nha, phải hoa hồng mới được đó. Rose. Đó. Phía sau đó mình có một cái nhà kho và có một cái tủ lạnh phía sau nữa. Cho nên bây giờ cho vô tủ lạnh. Đây là bánh sinh nhật. Rất là đơn giản. We forgot again. Cái bánh này là 21 đồng 99 thôi. Nói chung là coi như là tất cả những cái gì cần chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay thì là tụi mình đã chuẩn bị xong rồi đó. Thì bây giờ khoảng bây giờ đang là 6:45 phút tối, thì khoảng 15-20 phút nữa thôi thì mọi người sẽ tới. Do là hiện tại giờ là mọi người đang đi ăn tối ở bên ngoài. Thì video của mình cái này là kết thúc nha. Có gì mình sẽ quay tiếp phần 2 để cập nhật cho mọi người xem cái bữa tiệc sinh nhật tối hôm nay diễn ra như thế nào. Với lại là một tiết lộ nhỏ là bữa tiệc sinh nhật hôm tối hôm nay sẽ tổ chức cho một cái người bạn, và anh bạn này thì là độc thân vui tính nha mọi người, rất là hiền, rất là dễ thương, độc thân vui tính. Đôi khi có những cái cổ quái chút xíu, là lạ chút xíu, nhưng mà nhìn chung là một người rất là tốt.